Xin chào quý khán giả Sa Gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả Sa Gần một ngày mới nhiều niềm vui, thành công trong mọi việc. Video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục cập nhật thông tin về Củ Gò Công và những tin tức khác ha cả nhà. Như thường lệ, Xuân Mỹ sẽ lướt qua kênh YouTube Hồ Văn Cường Official cái để chúng ta xem bài Anh Cho Em Mùa Xuân như thế nào ha. Anh Cho Em Mùa Xuân. Đây. Kênh của Cường thì vẫn 164.000 người đăng ký ha cả nhà. Và bài Anh Cho Em Mùa Xuân hôm nay là bao nhiêu rồi? 890 mấy? 896.000 lượt xem. Ôi, còn 104 nữa. Còn 104.000 lượt nữa nha cả nhà. Cả nhà ơi, gán nha cả nhà. Gán nghe để bài này lên đạt triệu view, tặng cho Củ Gò Công. Mỗi người thì một chiếc view, 10 người thì 10 chiếc view, 100 người thì 100 chiếc view, 1000 người thì 1000 chiếc view. Cứ vậy mà làm tới thôi cả nhà. Rồi, cả nhà nhớ truy cập kênh Hồ Văn Cường Official ha, ủng hộ. Bên Facebook thì bên Facebook thì có trang fanpage ha, trang fanpage Hồ Văn Cường fanpage, và con số theo dõi là 15.000 người theo dõi. Với cái email để làm việc về âm nhạc là contact.hovancuong@gmail.com. Khán giả nào muốn có doanh nghiệp nào muốn book show với Cường thì khán giả giới thiệu cái địa chỉ mail này ha, contact.hovancuong@gmail.com. Thì Cường gửi mail vào đây, Cường sẽ nhận mail. Cường sẽ nhận mail xong Cường nhận mail xong Cường sẽ hồi đáp đến quý vị ha, quý vị nào muốn book show. Rồi bây giờ thì tương tác với trang fanpage thì chúng ta có thể tương tác với những cái tweet của Cường viết nè, rồi chúng ta bình luận chia sẻ vào đây, rồi chúng ta xem livestream nè, những show diễn của Cường, rồi livestream sinh nhật của Cường nè. Cái tweet mà Cường gửi lời cảm ơn khán giả hôm nay nhận được 1.200 bình luận và 3.600 lượt thích rồi cả nhà. Đó, rất mong là mọi người sử dụng Facebook thì tương tác với trang này ha. Đây là trang fanpage chính thức của ca sĩ Hồ Văn Cường rồi. Xuân Mỹ sẽ chuyển sang Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen có một cái tin, tin này cũng liên quan đến việc học tập của Củ Gò Công này cả nhà. Đó là trường Đại học Hoa Sen thành lập khoa mới và ra mắt khoa Marketing Truyền thông với 5 ngành học hot nhất của tìm nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực thị trường trong lĩnh vực marketing truyền thông và tối ưu trong công tác tổ chức đào tạo cho sinh viên. Trường Đại học Hoa Sen đã ra mắt khoa Marketing Truyền thông với 5 ngành học: ngành Marketing, ngành Digital Marketing, ngành Quan hệ Công chúng, ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông và ngành Truyền thông đa phương tiện. Dịp này, nhà trường cũng giới thiệu ngành học mới của năm nay gồm truyền thông đa phương tiện, luật, ngôn ngữ Trung Quốc, công nghệ thông tin Việt Nhật. Đấy, tức là các bạn mà sinh năm 2006 vào trường Đại học Hoa Sen sẽ có cái cơ hội chọn thêm nhiều ngành học hơn. Tại lễ ra mắt, nhà trường đã bổ nhiệm ban lãnh đạo khoa Marketing Truyền thông, trong đó tiến sĩ Trần Bá Dung giữ nhiệm vụ trưởng khoa, tiến sĩ Lê Viết Thọ phó trưởng khoa khoa Marketing Truyền thông. Nhà trường cũng bổ nhiệm các vị trí ở các lãnh đạo khác. Xuân Mỹ xin bỏ qua đoạn này cả nhà, của các cái khoa khác đó. Phát biểu tại lễ ra mắt, tiến sĩ Trần Bá Dung, trưởng khoa Marketing Truyền thông, nguyên tổng biên tập tạp chí Sinh viên, phó tổng biên tập tạp chí Giáo dục và Đại học Chuyên nghiệp, tạp chí Người làm báo, chia sẻ: "Tôi vô cùng xúc động trước sự chào đón và tình cảm của các thành viên nhà Sen. Có ba từ mô tả cảm xúc của tôi lúc này là tự hào, biết ơn và trách nhiệm. Với 40 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, tôi cùng các thầy cô của khoa Marketing Truyền thông sẽ nỗ lực kế thừa những giá trị của các ngành học cũ, sáng tạo cho ngành học mới để khoa Marketing Truyền thông trở thành nơi đào tạo tốt cho các em sinh viên." Và đây nè cả nhà, là đây là cái tốt ha. Đây là những cái hình ảnh tại buổi lễ ra mắt ha. Đây là Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng nhà trường, và Tiến sĩ Phan Việt Nam, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trao quyết định bổ nhiệm cho Tiến sĩ Trần Bá Dung phải và Tiến sĩ Lê Viết Thọ trái, Tiến sĩ Trần Bá Dung bên phải. Đây cả nhà, Tiến sĩ Trần Bá Dung bên phải và Lê Viết Thọ trái ha. Sở dĩ Xuân Mỹ nói cái việc ra mắt
thành lập và ra mắt khoa marketing truyền thông là liên quan tới Cường, bởi vì ngành học của Cường hiện nay thì chúng ta biết là ngành marketing rồi, như vậy là tách khoa, một kiểu tách khoa thì ngành của Cường sẽ về khoa này. Trước đây thì ngành marketing nằm chung với khoa kinh tế quản trị, nhưng mà bây giờ thì Cường đã sang một cái khoa mới là khoa marketing truyền thông, sẽ là cái đơn vị quản lý cái ngành học của em. Như vậy là em có người lãnh đạo khoa mới, không phải là thầy Thắng trưởng khoa kinh tế quản trị nữa ha cả nhà. Bắt đầu từ bây giờ là ngành marketing của Cường sẽ trực thuộc khoa marketing truyền thông, chứ không trực thuộc khoa kinh tế quản trị nữa. Sự thành lập khoa marketing truyền thông là như trường đã ghi là nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động hiện nay, cũng như là nâng tầm các cái chuyên ngành. Marketing là cái chuyên ngành mà được Mỹ cấp bằng cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn quốc tế, cho nên là theo Xuân Mỹ biết thì đây là một cái đáp ứng lại cái nhu cầu đào tạo, đồng thời là nâng tầm cái công tác đào tạo lên để xứng với cái vai trò là cái chuyên ngành quốc tế, đồng thời là thu hút thêm đông đảo sinh viên ngoài nước, sinh viên quốc tế đó cả nhà. Thì cũng chúc mừng cậu Út Gò Công ha, có năm thứ ba rồi, chỉ còn một năm nữa tốt nghiệp thì có khoa mới, có lãnh đạo khoa mới, còn cái đội ngũ giảng viên giảng bộ môn marketing thì Xuân Mỹ nghĩ cũng là những giảng viên đã từng dạy em trước đây, và sẽ có tuyển thêm nhân sự, chắc chắn là sẽ có thêm nhân sự dạy những cái ở cái khoa mới này. Thì những người như tiến sĩ trưởng khoa là tiến sĩ Trần Bá Dung là một người mới hoàn toàn, một người mới hoàn toàn về làm trưởng khoa ha. Đó là thông tin của trường đại học Hoa Sen. Xuân Mỹ xin nói sâu một chút, tuần này thì Cường cũng giống như các bạn vẫn tiếp tục thi những cái môn thi giữa kỳ của học kỳ 2 cả nhà. Đó là thông tin của trường đại học Hoa Sen. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin vào trang Hồ Văn Cường Fan Club. Trang Hồ đây có một khán giả đăng lại cái phần giả biệt tuổi 20 đón tuổi 21, một khán giả, một fan của Cường đó. Giả biệt tuổi 20 đón tuổi 21 đó cả nhà, một cái hoạt động, một cái chi tiết rất là dễ thương trong cái tổng tiệc sinh nhật ha. Rồi chị Hương Trương cũng đã có một cái bài viết ở đây, thì Xuân Mỹ thấy là mọi người chia sẻ thông tin ha. Cả nhà mình ơi, cố gắng cài view cho bài Anh Cho Em Mùa Xuân Sớm Đạt Triệu View nhé. Lúc này chị Hương viết thì 894 nhưng bây giờ là 896 rồi ha cả nhà. Chị Hương Trương thì tối hôm qua 10 giờ giờ Việt Nam, gần 11 giờ thì chị đáp là ở Mỹ rồi, bây giờ thì đã yên vị ở nhà rồi. Đây Xuân Mỹ thấy khán giả cũng khoe lại những hình ảnh sinh nhật của Cường ha. Sinh nhật của Cường thì ngập tràn luôn. Bữa 16 thì các cô ở Hà Nội cũng tổ chức sinh nhật đây nè. Đó, chúc mừng sinh nhật Hồ Văn Cường. Nói tiếng Việt rất sỏi ha, anh Tây chúc mừng sinh nhật Hồ Văn Cường. Dễ thương, rất là dễ thương. Cái này là ở ngoài Bắc, các cô nhóm nói vòng tay lớn cũng share vô đây. Đó, những cái hình ảnh rất là dễ thương ha. Với nhiều lời chúc. Đây Xuân Mỹ đọc cái bài của chị Hương Trương cho mọi người nghe nha. Sau một ngày mệt mỏi trên chuyến bay, cảm giác về đến nhà thật hạnh phúc và được yên bình. Nơi đây, bước chân về đến nhà chào đón bằng mùi hoa dạ lý hương rực rỡ thơm ngát. Hoa 10 giờ cũng nở, mấy chậu sen đá đầy cỏ dại cũng có nụ, mệt mỏi chợt tan biến. Hương kính gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông bà, cô chú, anh chị em
Và các bạn đã quan tâm thăm hỏi, quan tâm chúc Hương may mắn, thượng lộ bình an. Cảm ơn tất cả tình yêu thương của mọi người. Đây, hình ảnh qua, dạ Lý Hương ở nhà nè cả nhà. Rồi, đó lúc lấy hành lý ở sân bay, rồi San Francisco, đây, rồi về đến nhà rồi đó. Chúc mừng chị đã hạ cánh an toàn ha, trở lại với những ngày lao động mệt nhọc. Tăng ca tăng kiếp để chi, để có thêm thu nhập về đu show với Cường ha, năm sau về đu show nữa. Đó cả nhà, đó là bài viết của chị Hương ha. Rồi Xuân Mỹ xin chuyển sang đây là những cái hình ảnh ha, đây những cái hình ảnh trong sinh nhật của Cường ha. Đây những cái hình ảnh fan cũng đăng. Xuân Mỹ thì không có kéo bài thôi nha, kéo bài của các bạn, của mọi người. Xuân Mỹ không có gỡ ra từng hình ha, vì gỡ ra từng hình thì nhiều lắm, kéo những cái hình ảnh này cho mọi người thấy đó, những cái hoạt động rất là sôi nổi ha. Những cái được fan đăng lại, những cái chi tiết được fan đăng lại ở trên fanclub rất là vui ở tại tiệc sinh nhật của Cường ha. Này là phần lúc mà phần chụp hình tập thể, cười rất là tươi luôn nè cả nhà. Hồ Quang Cường cười rất là tươi, đón tuổi 21 rất là rực rỡ luôn ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin sang trang mây nè. Xuân Mỹ mở cho cả nhà mây lang thang, trang mây lang thang nè. Ngày hôm qua họ có một cái tốt như vậy. Vinh ơi, may bay đến đây lần đầu tiên, may ra mắt khán giả Vinh, nên làm luôn một chuỗi 6 show dành tặng cho cả nhà. Cả nhà book chỗ ngay và luôn đi ạ. Nha. Lịch ở Vinh, tức là may đã mở thêm một điểm diễn mới là Vinh. Vinh là Nghệ An, cả nhà, thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An. Thì ngày đầu tiên sẽ là ngày 12 tháng 4, gồm có Mỹ Linh và Uyên Linh là Sông Linh. Ngày 20 tháng 4 gồm có Lê Hiếu và Hoàng Hải. 26 tháng 4 là Trung Quân. 1 tháng 5 là Hồ Quỳnh Hương. 3 tháng 5 là Bằng Kiều. Đấy, mây lang thang. Điểm diễn là khách sạn Mường Thanh, Phương Đông, số 2, thường trường thi, thành phố Vinh, Nghệ An. Rồi, diễn ở Mường Thanh là xịn sò nha, đây. Chưa có Cường, bởi vì Cường chưa có nhận show của May thêm tới nha cả nhà, đang nghỉ dưỡng. Thực ra là đang tập trung học đó, học kỳ 2 này rất là nặng, mình ra là tập trung học trước cái đã. Có không biết tới chừng nào thôi, mình chờ ha, chừng nào có thông tin. Theo Xuân Mỹ biết thì chưa nhận, bây giờ thì chưa nhận của bên May này. Cái poster của bên May nè. 5 show luôn ở ngay Vinh nha, rồi bà con miền Trung là có cơ hội là sẽ gặp Cường nếu mà sau này Cường diễn ở Vinh nha. Ta nói hết Đà Nẵng rồi bay ra Vinh. Rồi đó là cái thông báo của Mây Lang Thang ha, cái trang Mây Lang Thang nè đó cả nhà. Chúng ta chờ đón tương lai, cơ hội tương lai ha. Bay ra Vinh á, là Cần Thơ cũng có chuyến bay bay thẳng ra Vinh nữa đó cả nhà. Cần Thơ cũng có chuyến bay. Đó là thông tin liên quan đến cậu Út Gò Công, liên quan đến trường, cũng như là liên quan đến đối tác chiến lược của Cường là Mây. Xuân Mỹ xin chia sẻ là hôm qua nay cũng có mấy khán giả bình luận kênh Xuân Mỹ, nhưng mà những cái bình luận này thì Xuân Mỹ nghĩ chắc là khán giả hôm qua video của Xuân Mỹ chia sẻ những thông tin rất là bình thường, không có gì gây gắt, không có gì mang tính sân si gì hết, cho nên là có khán giả vào bình luận nói là Xuân Mỹ nói sân si quá, thì xin lỗi nha, bình luận đã sai, Xuân Mỹ cũng không để. Xuân Mỹ những cái gì đã nói thì là đã nói rồi, không có lặp lại. Chỉ là dành thời gian lan tỏa những cái thông tin vui về Cường để cho khán giả trên kênh Xuân Mỹ thôi. Không tham lam là khán giả khắp nơi gì hết. Chỉ mong là khán giả trên kênh Xuân Mỹ biết được tin về Cường. Thì cái tin chủ chốt hôm nay là Cường vẫn tiếp tục thi học giữa học kỳ 2. Và cái tin tiếp theo là Đại học Hoa Sen thành lập cái khoa marketing truyền thông, thì bộ môn marketing của Cường chuyển từ khoa kinh tế quản trị sang khoa marketing truyền thông, là Cường, ngành học của Cường là tách khoa, đồng thời là Cường có trưởng khoa mới. Đó là như vậy ha, là hai vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ ba là
May lang thang mở ra Vinh. Mở ra Vinh, điểm diễn mới là Vinh nhưng mà Cường chưa có nhận. Đó, tới tháng 5, May đã thống kê tới tháng 5, 3 tháng 5 ha, thì Cường chưa có nhận. Thì khi nào Cường có show thì Xuân Mỹ sẽ chia sẻ với mọi người. Còn những hình ảnh sinh nhật thì đã là hậu hậu rồi. Rồi, hậu kỳ tiệc sinh nhật là những hình ảnh, những short video Xuân Mỹ cho cả nhà xem rồi đó ha. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ vào tin xã hội, làm hôm nay làm nhanh thôi, từ từ tin tức sẽ nhanh để cho mọi người xem qua cho lẹ. Một tình huống rất nguy hiểm, mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống va chạm giao thông khiến người xem không khỏi giật mình. Theo đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ đang cầm tiền đưa cho người khác nhưng trượt tay làm rơi cuộn tiền xuống đường. Ngay lập tức người phụ nữ chạy theo để nhặt mà không quan sát xung quanh. Đúng lúc đó một chiếc xe máy đi tới không kịp xử lý nên đã đâm thẳng vào người phụ nữ, cú va chạm khiến cả hai ngã xuống đường. Trong khi người đàn ông lái xe chỉ bị thương nhẹ thì người phụ nữ phần đầu dường như đập xuống đường khiến là bị choáng. Đoạn clip sau đó được lan truyền thu hút đông đảo, nhiều người tỏ ra giật mình trước sự cố va chạm này nên có ý kiến cảnh báo người dân nên quan sát kỹ trước khi chạy ra đường. Cũng rất là cái này, video này nó cũng hơi ấy cho nên Xuân Mỹ không cho mọi người coi, nhưng mà người phụ nữ này chắc người phụ nữ bán ve chai hay nhặt ve chai gì không biết, nhưng mà chắc mua ve chai cái gì đồng nát cả nhà. Cái cục tiền rớt ra thì chỉ chạy ra, chỉ chạy ra chỉ lụm thì chỉ té, mà chị này chắc cũng chấn thương phần đầu vì té giật ra đường á, cả nhà, cũng rất là nặng. Một vụ án đau lòng nữa Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà nè. Một vụ này ở tại ra Vĩnh Long. Con 15 tuổi ra tay với người cha. Bị la mắng, thiếu niên 15 tuổi ra tay với cha ruột của mình, đó là ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 76, ở Thạnh Quế, Long Hồ, Vĩnh Long. Tối ngày 17 tháng 3, ông Dũng cùng con trai là H, con gái là N, đến ăn cơm tại nhà cha ruột. Đến 20 giờ ăn cơm xong, H và em gái nô đùa khiến N bị té từ trên võng xuống đất. Ông Dũng thấy vậy la rầy con trai, thì H cãi lại, bị ông Dũng tác động vô mặt. Tức giận, H về nhà lấy dao tự chế quay lại tác động vào cổ cha khiến ông ấy đăng xuất. Ngày 18 tháng 3, công an Vĩnh Long tạm giữ H để điều tra làm rõ. 15 tuổi là chưa tới tuổi công dân, còn trẻ vị thành niên đó cả nhà. Nhưng mà một cái vụ rất là đau lòng là vì chỉ vì một cái tắt tay, một cái sự la mắng, một cái tắt tay của ba dì binh con gái thôi, là anh trai giỡn với em gái rồi em gái té xuống võng khóc, thì ông bố ổng gầy kiểu một cái kiểu anh ông hôn rồi cả nhà, sao mà chơi với em thì để em té gì đó. Thì cái cậu này cậu cãi lại thì ông bố ổng tác động vô má của cậu này một cái. Thế là cậu này về dùng cái con cầm cái con dao tự chế tác động lại ông bố ra đi luôn. Cả nhà thấy ông tang thương. Nhưng mà thật là đáng tiếc, chỉ vì một cái hành động la mắng thôi trong gia đình thôi mà dẫn đến kết cục thật là đau lòng. Cũng qua đây thì Xuân Mỹ cũng xin chia buồn với gia đình ông Dũng ha. Vĩnh Long là tỉnh sát bên Cần Thơ, đi qua cầu Cần Thơ là tới Vĩnh Long cả nhà. Tới Vĩnh Long xong rồi tới Bình Minh là tới Long Hồ. Tới Long Hồ qua tới bờ bên kia của cầu Cần Thơ là Bình Minh, xong rồi sẽ đi tới Long Hồ gần bên Xuân Mỹ nè. Một vụ việc hết sức đau lòng. Đó, trong xã hội đôi khi chúng ta không có ngờ được là những vụ việc có thể xảy ra như vậy, mà bây giờ là
con tác động vật lý lên cha rồi, xong rồi cha mẹ đăng xuất là chuyện hay xảy ra lắm cả nhà. Thỉnh thoảng báo chí đâu đó đăng thì có những cái vụ này vụ kia, thì rất mong Xuân, với riêng với Xuân Mỹ thì Xuân Mỹ chỉ mong là cuộc sống của mỗi người mà khán giả trên kênh Xuân Mỹ thôi an yên. Và Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà là trong cuộc sống bất kể những cái lĩnh vực nào cũng vậy, đều nó cũng có lối thoát, đều cũng có giải pháp, chỉ là con người ta có kiềm chế được cái tôi của mình hay không. Cái tôi đó nó vượt lên trên cái những cái giá trị thường nhật của cuộc sống thì nó sẽ xảy ra bất ổn thôi, đó là bình thường. Nếu mà chúng ta ai mỗi người mà có kiềm chế được cái tôi của mình thì xã hội nó sẽ bớt những cái vụ việc đau lòng, bớt những cái tình trạng bất ổn đi, theo cái suy nghĩ của Xuân Mỹ là vậy. Còn mọi người thì đúng đúng là mỗi người sinh ra trong một gia đình là có một cái tâm ý khác nhau mà, cho nên những cái gì bỏ qua là Xuân Mỹ đã bỏ qua rồi, những cái gì lướt qua được Xuân Mỹ đã lướt rồi, chỉ là những cái gì làm ảnh hưởng tới Cường thì Xuân Mỹ mới góp ý, mới nhắc nhở để chúng ta điều chỉnh. Bởi vì cái mục tiêu trọng tâm chúng ta hướng đến là ca sĩ Hồ Văn Cường mà. Chúng ta có 1 triệu người nhiều ý khác nhau, nhưng có một nhân vật chúng ta hướng đến thôi là Hồ Văn Cường, cho nên chúng ta hãy chú ý vào đó. Cái gì mà làm ảnh hưởng tới nhân vật đó, cái gì mà có thể làm mất thể diện của nhân vật đó, thì tất cả chúng ta đều có thể góp ý cho những người làm sai ha cả nhà. Chúng ta không thể nào dung túng cho cái sai ha, chúng ta cũng không thể nào bưng bít cho cái sai khi mà người ta làm sai với nhân vật chính ha. Đó, cái đó là cái ý của Xuân Mỹ muốn nói, chứ còn những cái gì liên quan tới Xuân Mỹ, cá nhân Xuân Mỹ là Xuân Mỹ đã bỏ qua rồi đó. Chứ nếu mà ngồi mà chú trọng tới những cái gì mà người ta làm với cá nhân Xuân Mỹ thì nói hoài không hết đâu. Chuyện dài nhiều tập, 1001 bên 34 thì có 1001 đêm, chứ bên Xuân Mỹ là có thể là mấy nghìn một đêm luôn. Thành ra là thôi, những cái gì liên quan tới Xuân Mỹ là Xuân Mỹ đã bỏ qua rồi nha, đã không nói tới rồi. Nhưng mà Xuân Mỹ chú tâm những cái gì liên quan tới Cường ha cả nhà. Rồi đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả hôm nay. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ. Còn lại chúng ta nhớ vào đây để chúng ta nghe nhạc bài Anh Cho Em Mùa Xuân lên 1 triệu view ha. Còn trên fanpage thì chúng ta tương tác với trang fanpage Hồ Văn Cường fanpage để có những cái gì mới chúng ta có thể bình luận, chúng ta xem livestream rồi ha, show diễn. Rồi một lần nữa chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.